Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với channel của mình và mình là Lộc Sutiki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục với Minecraft kẻ sĩ rồng nha. Trong thời gian giữa hai tập thì mình đã chịu khó băm thêm ít thịt bò nè, và cũng như bắt thêm hai con skeleton và cho vào trong đây ấy. Và hiện tại thì nó đã cho mình khá là nhiều xương rồi. Bây giờ thì mình sẽ lấy những cái xương trong này ra và mình sẽ chế tạo thật là nhiều thức ăn cho rồng nha. Tại vì mình muốn cho bé rồng này cũng như hai bé rồng còn lại bên kia lên cái stack 5 luôn. Rồi, đầu tiên mình sẽ vào trong nhà và chế tạo thật là nhiều những cái thức ăn cho rồng. Đây, búp. Đó, một stack rồi, để coi coi mình làm được bao nhiêu stack nha. Mình làm được có một stack và 23 phần ăn thôi hả. Ít quá, nhưng mà không sao, từ từ mình sẽ chế tạo thêm. Rồi giờ thì mình dẫn bé rồng này theo luôn. Nhưng mà mình cần phải lấy thêm một cái kèn cái đã. Đây, một cái kèn và cái gậy nè. Và bên cạnh đó thì các bạn có thấy hai cái amulet trên người mình không? Một cái là của rồng zombie, còn một cái là của rồng wither. Và bé rồng ender cũng đã nở ra luôn rồi. Giờ mình sẽ kiểm tra coi. Rồng wither được nè. tuyệt vời các bạn ơi. Cái này khi lớn lên á, thì đôi cánh sẽ rất là đẹp luôn á. Tạm thời thì cho bé này ở đây và cho ăn thường xuyên nha. Và bây giờ chắc mình sẽ bay qua bên cái khu vực căn cứ bên đây nè. Và mình sẽ cho mấy bé rồng này ăn luôn. Để coi nào, nó cấp 5 thì nó sẽ bự như vậy nè. Mình rất là thích rồng cấp 5 luôn. Nhưng mà trước tiên mình cần phải ngủ cái đã. Giờ trời tối thui rồi. Đó, giờ mình sẽ ngủ một cái rồi sáng thức dậy chúng ta cùng nhau cho hai bé rồng ăn nhá. Nhưng mà để cho công bằng thì chắc mình sẽ cho bé rồng Ui, chết, mình quên rồi. Mình quên dẫn bé rồng ấy theo. Đây, bé rồng Cray nè. Vô đây, rồi, giờ qua bên cái căn cứ cùng với mình. Sau đó thì mình sẽ cho bé này ra bên ngoài. Búp. Đó, để coi mấy bé này cấp độ mấy nhá. Stack 3 và 66 ngày tuổi hả? Ui, như vậy phải cho bé này ăn rồi. Chắc mình phải cố gắng farm thêm á, rồi sau này mình sẽ cho mấy bé này lớn lên cấp 5 cùng một lúc luôn. Chứ bé này bây giờ mới cấp nhỏ quá à, mình muốn cho nó đều với nhau ấy. Và rồng Gray á thì cũng có đôi mắt màu vàng khá là hiền. Như vậy thì mình có hai bé rồng mà có đôi mắt màu vàng rồi. Và giờ kiểm tra coi, 67 ngày tuổi. Bé bên đây thì sao? Bé này 66 phải không? Đó, 67 cho bằng nè. Tới Emerald. Đó, vậy là ba bé rồng của mình đều đã cấp độ 67 hết rồi. Và coi bé rồng lửa của mình. Ui, rồng lửa mình mắt đỏ. Vậy là mình có một cặp mắt của rồng đỏ nè. Và một cặp mắt của rồng màu vàng. Khá là tuyệt nhưng mà ui, rồng mình đi ngang cái rơi mấy cái đồ ra quá trời nè. Ui, gãy luôn cái hàng rào luôn chứ. Đúng là rồng hoang dã mà, thật là mạnh luôn á. Rồi, tạm thời cho bé rồng lớn nhất ở đây. Và mấy bé rồng còn lại ở phía sau. Và để cho bé rồng này giống như mấy bé rồng khác á, thì mình sẽ chế tạo thêm cái áo giáp rồng nha. Coi nào, kim cương mình còn một ít ở đây nè. Rồi, sau đó thì mình sẽ chế tạo thật là nhiều những cái giáp rồng. Đầu tiên là cái nón nè. Kế tiếp là cái phần cánh. Phần thân cũng như là cái phần đuôi ấy. Đây phần đuôi nè, rồi vậy là có giáp rồng rồi. Các cái số kim cương còn thừa vào trong lại. Và coi nào, bây giờ chắc mình sẽ thả hai bé rồng zombie và rồng wither ra nha các bạn, cạnh bé rồng ender luôn. Đó, rồng wither nè. Ui. Rồng wither khá là giống rồng xương á, cũng thấy được quả tim ở bên trong luôn. Wow, và đôi mắt màu đỏ kìa. Để kiểm tra coi, đây là rồng đực hay cái. Rồng cái, rồng wither cái. Còn zombie thì ui. Rồng zombie cũng có cái làn da màu xanh khá là giống rồng lá nè. Đây là rồng đực luôn. Wow, tuyệt vời, nhưng mà nhìn có vẻ ngầu hơn. Đôi cánh kìa, có những cái hoa văn rất là đẹp luôn ấy. Wow, được nha. Và trong ngày hôm nay thì mình sẽ làm một cái nhiệm vụ, đó chính là đi qua thế giới Twilight Forest. Tại vì các bạn cũng biết rồi, bên kia sẽ có cái con rồng ba đầu Hydra. Mình muốn tiêu diệt cái con rồng đó luôn. Và giờ thì mình sẽ cho bé rồng của mình mặc cái áo giáp kim cương vào. Đó, khá là ổn rồi. Và để trận chiến này diễn ra thuận tiện hơn thì chắc mình sẽ chiến đấu một mình thôi. Mang theo mấy bé rồng, sợ có chuyện gì xảy ra với mấy bé này thì không hay nữa. Và bây giờ thì mình sẽ ăn vào một cái nè. Sau đó vào trong nhà và chuẩn bị những cái thứ cần thiết để chúng ta cùng nhau chiến đấu với con rồng Hydra siêu mạnh đó nha. Rồi, giờ thì mình sẽ vào trong nhà. Và lần này chiến đấu thì chắc mình sẽ sử dụng cái bộ giáp rồng mà có khả năng chạy nhanh một xíu. Tại vì con rồng Hydra đó, khi mà mình di chuyển nhanh á, thì mình có thể né được những phát đánh của nó. Và lựa chọn tốt nhất của mình á, đó chính là giáp của rồng Arthur. Và xem nào, cái bộ giáp rồng Arthur mình để bên căn cứ rồi.
Kiếm thì chắc mình sẽ sử dụng kiếm Aether luôn đi, vì đây là cây kiếm đầu tiên mà mình chế tạo ấy, khá là tốt luôn. Rồi kế tiếp thì mình cần chuẩn bị thêm táo vàng. Ở đây mình có 4 trái táo vàng nè, một trái táo vàng bình thường. Và mình sẽ chế tạo thêm đi, coi mình còn cái trái táo bình thường không ta. Ui mình hết táo rồi. Thôi kệ, ăn tạm mấy trái này cũng được. Kế tiếp mình sẽ cắt bớt những cái da bò vào, tại vì bây giờ mình không có cần nhiều da bò. Kiếm rồng thì mình sẽ mang theo dự trù nè. Cung thì mình sẽ mang theo cung sấm sét. Pha lê băng nữa, để mình thử coi mình có thể đóng băng cái con rồng Hydra đó không nha các bạn. Và mình sẽ cắt ngọc Ender chắc sẽ mang theo đây, cắt cần câu nè. Sách thì máng ở nhà, không cần mang theo sách đâu, cá cũng vậy. Rồi như đây đồ đã khá là đủ rồi đó. Cắt vào. Và công việc tiếp theo của mình á là nâng cấp cây kiếm của mình lên, tại vì cây kiếm trong Aether này nó không có mạnh cho lắm. Nên bây giờ mình sẽ gỡ những cái quyển sách trong cái cây kiếm laser ra và cho vào cây kiếm rồng Aether nhá. Rồi để coi coi nếu ép hết những quyển sách này thì wow, lên được lên được 12 sức tấn công mà. Mà không sao, dù sao cũng có được một vài cái dòng cần thiết cho mình rồi. Để coi coi, tốc độ đào thì cũng bình thường à. Và bây giờ thì mình sẽ qua bên khu vực căn cứ nè, lấy giáp rồng Aether thôi. Đây đây đây, bộ giáp rồng Aether của mình đây. Rất là tốt luôn á. Lấy cái nón nè, lấy cái áo nè. Ui mà nó đang hỏng hả? Ok, mặc tạm cũng được. Rồi, kế tiếp là cái quần. Và cuối cùng là cái đôi ủng. Rồi, tạm thời treo tạm cái giáp rồng Sapphire này vào trong đây nhá. Khi nào về thì mình sẽ mặc lại. Cái nón, búp. Rồi, xong rồi. Mình không biết có nên đem theo bé rồng này không ta. Thôi đi, chiến đấu một mình thôi. Lỡ có gì, chuyện gì xảy ra với mấy bé rồng này lại hối hận nữa. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ vào trong nhà để tìm hoa thôi. Tại vì để kích hoạt cái thế giới Twilight Forest á, thì mình cần phải có hoa. Và xem nào, đây đây đây, ở đây có rất là nhiều hoa. Ui, có bé sói nữa. Nhưng mà nhà mình cũng còn hai bé sói rồi, nên chắc mình không cần phải bắt thêm đâu. Rồi giờ thì mình sẽ tìm thật là nhiều hoa ở đây mới được. Ở đây có rất nhiều hoa màu vàng nè. Hoa vàng, hoa đỏ thì gì thì đều làm được hết á. Lấy thêm một ít cái nữa đi. Rồi, và cánh cổng này chắc mình sẽ đặt ở đâu ta. Chỗ nào thích hợp nha. Ok, chắc đặt gần gần ở đây luôn đi cho nó tiện. Rồi, mình sẽ đào cái này ra một xíu. Đào ra 2x2 ấy. Đặt cái này ra, sau đó cắm hoa ở xung quanh thôi. Cắm hết như vậy. Đó, rồi sau đó mình sẽ vào trong nhà và mang ra một viên kim cương ấy. Tại vì mình cần phải có kim cương thì mới có thể kích hoạt lên được. Cất cái đất vào đi. Cất đất vào. Kim cương. Đây, một viên thôi. Và mình cần phải có xô nước nữa. Xô nước mình nhớ mình nhiều lắm rồi ta. Sao mình... Như mình vứt hết hay sao rồi. Đây đây, mình có sắt nè, mình sẽ chế tạo một cái xô luôn đi. Rồi có gì mang theo một xô nước, phòng ngừa ở phía dưới không có nước để mình múc nữa. Tại vì đó là thế giới Twilight Forest mà, rất là nguy hiểm luôn. Rồi, đóng cửa lại, múc một xô nước nè. Cần 2 xô để làm cái nguồn nước ở trong đây thành vĩnh cửu ấy. Rồi, thêm một xô nữa nào. Rồi, quay lại. Chuẩn bị nè, chuẩn bị nè. Khi mà mình vứt viên kim cương xuống ấy thì sẽ có một luồng sét xuống dưới và mình sẽ kích hoạt được cánh cổng. Rồi, 1 2 3 tàn tàn, cánh cổng đã được xuất hiện rồi các bạn ơi. Và bây giờ thì mình sẽ kiểm tra coi cái cánh mình còn bay được rất là lâu nè. Bộ giáp của mình nghĩ là nên enchant lên á, chứ như vậy thì không có thể chiến đấu lâu được đâu. Tại vì những con quái phía dưới cũng rất là mạnh mà. Bảo vệ và chậm hỏng thôi, mình chỉ cần đúng hai dòng này thôi á. Rồi mặc vào lại nè. Kế tiếp là cái áo chậm hỏng. Chưa enchant mà đã lấy ra rồi. Kế tiếp là cái đôi ủng. Cái ủng thì chắc mình sẽ... À không, không cần dòng giảm sát thương khi rơi đâu. Tại vì mình có đôi cánh rồi, khi rơi xuống sẽ không có dính sát thương đâu. Rồi, kế tiếp là cái quần nè. Đó, mắc luôn. Và cái cây kiếm này mình mang theo giống như là một cái thứ để mình có thể đào bới ấy. Cho nên mình sẽ ép cho nó cái dòng đào nhanh đâu ta. Hình như cái dòng đào nhanh mình để trong cái cây kiếm thì phải. Hiệu suất á. Mình kiểm tra lại coi hiệu suất. Đây đây đây, hiệu suất nè. Rồi cho lại vào cái cây kiếm này để cho nó đào nhanh hơn. Rồi vậy là ổn rồi đó. Giờ mình sẽ đặt lại những cái hoa ở đây. Và bye bye mấy bé rồng nhé. Anh đi du lịch xa đây. Rồi giờ thì mình sẽ bắt đầu lên đường vào thế giới cho Twilight Forest thôi các bạn ơi. Mục tiêu của mình á là tiêu diệt con rồng Hydra đầu tiên, tại vì đó là con rồng ba đầu, cũng là con rồng nguy hiểm thứ hai trong thế giới này. Và để mình coi nào, mình còn thức ăn không ta. Giờ mình cần đây đây đây, còn ít thịt nè, mang theo ăn thôi chứ giờ còn ít thức ăn quá. Rồi thịt bò thì mình đã, ui mình còn thịt cừu nè. Ồ tốt tốt tốt, nung thịt cừu lên. Thịt gà nữa, à không, thịt thỏ chứ.
Đó, mình sẽ kiếm thật là nhiều thức ăn mang theo nhé. Tại vì chiến đấu ở phía dưới thì rất là lâu và cực khổ ấy, cho nên phải có nguồn thức ăn ổn định mới được. Và thức ăn thì mình sẽ cho vào cái rương này. Trong đây mình còn một cái sợi dây. Ồ, mình có cách nè, để mình sẽ thử xuống dưới và gọi cái con rồng hai ra vào cọng dây này coi có được không nha các bạn. Nếu được chắc mình thích lắm luôn ấy, tại vì mình có thể farm được nguyên một cái con rồng ba đầu luôn. Rồi, lấy thức ăn nào. Cái lò này nấu vàng còn khá chậm ta, không biết còn cách nào để nâng cái lò nung này cho nó nhanh hơn không ta. Chờ để mình kiểm tra coi. Cái lò của mình hiện tại là kim cương rồi, nếu mình nâng lên cái cấp độ này là silver. Silver chắc không bằng kim cương đâu, copper nè. Nether, graphite, obsidian thì mình có rồi, obsidian chỉ nấu được hai thứ thôi. Rồi tạm thời thì mình sẽ lấy vô đây thức ăn đi. Cũng khá ổn rồi đó. Rồi giờ thì lên đường thôi, xuống dưới gặp cái gì mà ăn được á thì mình sẽ lấy và ăn luôn. Rồi, chuẩn bị nào. À quên quên quên, lấy thêm một xô nước nữa. Rồi, mấy bé ở nhà mạnh giỏi nha. Rồi, đi thôi. Piu. Rồi, mình đang vào thế giới Twilight Forest các bạn ơi. Đây là một thế giới rất là kỳ bí luôn. Wow, cuối cùng cũng đã bước vào thế giới rồi. Và mới vào thì mình gặp được mấy bé heo rừng nè. Ô heo ở đây nhìn dễ thương kia luôn á. Nhưng mà mình cần phải làm một cái điểm ở đây cái đã. À, đánh dấu là portal để mình có thể quay lại khi tiêu diệt xong những con boss ở dưới này đó. Rồi giờ thì chúng ta sẽ lên đường thôi. Đầu tiên thì ui, mới vào gặp con quạ là thấy có điềm rồi đó, không may mắn đâu. Và ở đây có cái mấy cái cây to cực nè. Ui có đom đóm nữa. Wow, thích nha. Wow, chưa gì đã gặp tòa tháp của cái tên Lick rồi. Chắc khởi động bằng cái tên Lick này trước các bạn ơi. Rồi vào trong và tiêu diệt luôn. Ui. Ui, trong đây có những cái ma thuật của tên Lick nè. Ui, tên Lick này chắc không phải dân vừa đâu, ma thuật hắn xuất hiện đây rất là nhiều. À, thì ra hắn phong ấn không cho mình bay lên một lượt. Là mình phải đánh từ dưới lên trên á. Ui, hắn không cho mình đập mấy cái công trình luôn. Thì ra ma thuật của hắn giúp hắn có thể bảo vệ cái công trình này. Ồ, thì ra là vậy, ở đây có trứng rồng nữa nè. Nhưng mà bây giờ mình cần phải tìm cái đường vào cái đã. Cái tên này xây cái tòa thành mà không có đường vào à. Ui, những cái phép thuật của hắn khó nhìn quá. Ồ, giống như cái kết giới vậy đó các bạn. Và coi nào, ở trên có đường không? À, mình có cách rồi. Mình sẽ bay lên trên này nè. Nó trên đây có đường nè. Rồi, vào trong thôi. Đừng có hiện những cái phép thuật nữa đó nữa coi. Ta đến đây để chiến đấu mà, chứ đâu phải để xem những cái phép thuật của nhà ngươi đâu. Rồi, xuống dưới này. Và mình sẽ tìm... À, ở đây có đường xuống nữa nè. Giờ mình phải tìm cái tòa tháp trung tâm á. Trung tâm ở đâu ta? Mình cực kỳ nớp trong cái việc tìm được. À, đây, 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 đây. Đường lên trung... lên trên nè. Cầm cái cây kiếm này để cho nó phát sáng lên coi. Ôi, những cái phép thuật của tên này. Đây, đây, đây. Này thì phong ấn hả? Rồi, chuẩn bị chiến đấu nào. Tiêu diệt thôi. Mình cầm cái này để mình có thể đập những cái lá chắn của hắn ấy. Rồi, chuẩn bị nào. Ui, hắn triệu hồi ra những tên đệ tử nữa chứ. Ây da, những cái tên này đi ra đi. Ta chỉ đánh chiến đấu với tên Lick này thôi. Đó. Ây da. Ui, phép thuật của những tên đồ đệ hắn mạnh quá. Cố lên, mình phải cố gắng đập hết những cái khiên ở bên ngoài hắn ấy. Rồi, mình sử dụng cái cây kiếm laser này á, tại vì nó có tốc độ đánh khá là nhanh. Đó, cho nên mình mới sử dụng nó để đập những cái khiên này ấy. Nếu không sử dụng vũ khí, chắc mình cũng có thể sử dụng những thứ khác để đập á. Kể cả tay không luôn. Rồi, mình sẽ đập hắn bằng cái cục bít tết. Này, bể khiên đi. Ui, cái khiên này có vẻ khá là cứng nè. Ui, ui, bể rồi, còn hai cái thôi. Rồi, chuẩn bị chịu thua đi cái tên Lick này. Người chính là thứ để ta có thể khởi động ở thế giới Twilight Forest này đấy. Rồi. Ui ui. Giờ còn một khiên thôi. Rồi, chuẩn bị nằm xuống đi. Ây da. Ui, hắn triệu hồi đệ tử. Ây da. Ui ui. Ủa sao mình không thể nào tiêu diệt hắn được ta? Ủa sao mình không thể nào gây sát thương được cho hắn? Ủa kỳ vậy. Ủa vậy không công bằng, chơi mà không cho người ta đánh là sao? À, mình có cách rồi, mình sẽ chưởng hắn. Ô, đóng băng đi, ta sẽ cho thành tên Lick đóng băng luôn. Chịu thua đi, người dùng cái... Ây da. Mình đợi cho cái cục pha lê băng của mình hồi lại cái đã. Và hắn đánh luôn cả đệ tử của hắn nữa chứ.
Tên này mạnh thì có mạnh thiệt á, nhưng mà hơi 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 não bé các bạn ơi. Rồi não bé này tiêu diệt người luôn. Ui, dùng một cái đã. Rồi đóng băng ngươi nè. Dù ngươi mạnh thế nào thì ta cũng đóng băng ngươi thôi. Ui 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 chơi, ui chơi một hồi cầm giận lên chơi cầm kiếm chém luôn hả? Ấy da, ui đừng vậy mà. Rồi chưởng người tiếp nè, sợ chưa sợ chưa? Rồi ấy da, chưởng đi chưởng đi, đừng có chơi cầm chiến. Ấy da, ui chơi chơi đánh hơi đồng ha. Ui cái tên lít này vui vậy ta. Ui ui, không đùa không đùa nha, không đùa nha, đau nha đau nha. Dạ, đóng băng ngươi nè, đóng băng ngươi nè, đóng băng đệ tử ngươi luôn. Những tên zombie xanh lè này, zombie nè. À, đứng ở đây hả? Đứng ở đây nè. Đứng ở đây hả? Đứng ở đây, đứng ở đây nè. Ui sao mình có cảm giác là mình đánh không gây sát thương cho hắn nha. Kỳ vậy ta. Ủa, trong khi mình chưởng thì hắn vẫn mất máu nè. Ờ, mình cảm thấy mình không thể nào gây sát thương được cho hắn luôn ấy. Ây da, ui đừng đừng có ép ta vô góc mà. Ui đừng. Người đã sẵn sàng chầu Diêm Vương chưa? Này thì lít hả? Mình đã được một cái trophy của con lít rồi các bạn ơi. Và bây giờ mình sẽ rời khỏi cái tòa thành này luôn. Cái tòa thành gì đâu mà phong ấn hết trơn à, không có gây được sát thương gì trơn ấy. Rồi chạy 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 thôi, sợ quá. Quét vào thôi đó, gặp một cái tên ấy, rất là dai rồi á. Ở dưới này thì cũng có những cái con rồng nữa ta. Ở dưới đây cũng có rồng hoang dã nữa nè. Ôi nhưng mà rồng hoang dã đi đâu rồi? Hay là rồng ở phía dưới ta? Hình như rồng sống ở phía dưới ấy. Ui. Ui thôi 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 thôi. Không chiến đấu với người đâu, tao muốn chiến đấu với rồng Hydra cơ. Thôi 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 thôi, bỏ qua đi. Rồi giờ thì mình sẽ cố gắng tìm cái hang của rồng Hydra nha các bạn. Đi được một lúc thì mình đã tìm thấy chỗ của con gắn Nara rồi. Và con gắn này không có mạnh cho lắm đâu, nên mình có thể tiêu diệt con này nhanh thôi. Rồi ui mạnh vậy mạnh vậy. Ồ nhớ những phiên bản cũ thì con này không có quá mạnh đâu. Để xem con phiên bản mới này nó có mạnh hơn không nha các bạn. Đập vô cái đầu của nó nè. Tại vì mình chỉ có thể gây được sát thương nhiều nhất khi mà tấn công vào vùng đầu của nó ấy. Và hắn đang phá cái công trình mà chính hắn tạo ra rồi. Mình sẽ dám phá hủy tài sản ở khu vực này. Ui hắn ăn thịt bé gà rồi. Rồi quýnh ta đi, tại sao lại chạy, tại sao lại chạy hả? Rồi các bạn để ý nha, giờ hắn có rất là nhiều lóng rồi đúng không? Mình quýnh một hồi hắn còn đúng cái đầu nè. Tại vì khi mà bị mất hết một lóng máu thì hắn sẽ bị mất hết một đoạn của cái phần thân thể ấy. Thành ra cứ đánh hắn thật là nhiều thì hắn sẽ thu hẹp lại cái kích thước ấy. Rồi dám làm phiền hả? Ui cái tên này trường nhanh vậy hả? Kiếm của mình cũng không phải dạng vừa đâu. Rồi cố lên nào. Ủa và bây giờ mình cũng đã gần hết thức ăn. Dám đánh mình hả? Đội 1-1 đi. Đội 1-1 nè. Đội 1-1 nè anh bạn. Đội 1-1 nè. Rồi giờ hắn đã rất là ngắn rồi. Ui chạy kìa. Đánh không lại là... Ui à, thì ra hắn chỉ giả bộ chạy rồi sau đó tấn công bất ngờ. Thì ra định chơi tuyệt chiêu đó hả? Và mỗi phát hút của hắn thì đẩy mình lùi rất là xa luôn. Đó. Giờ còn 3 lóng dưới một cái đầu là vậy thì nằm xuống đi nhá. Rồi và để cho hắn nằm xuống một cách hoàn hảo thì nằm xuống đi. Rồi mình được một cái lọ thuốc gì nè. File of animation, cái này dùng để lên chế tạo những cái thảm bay và chổi ấy. Tốt á. Như vậy mình đã tiêu diệt được cái con boss thứ hai trong đây rồi, khá là nhanh con Naga ấy. Rồi giờ thì mình sẽ tiếp tục hành trình đi tìm cái hang rồng Hydra nha các bạn. Ok các bạn ơi, cuối cùng thì mình cũng đã tới khu vực của rồng Hydra rồi. Ui mưa trong đây gây cho mình hiệu ứng cháy ấy. Ồ thì ra đây là sức mạnh thực sự của rồng Hydra sao? Wow, sức mạnh này đã được nâng cấp lên rất là nhiều rồi. Ui ở đây còn có những loài chim bảo vệ con rồng đó nữa hả? Vậy là các người đã sai rồi. Ta chính là một thiện xạ để bắn đây. Dám tấn công mình hả? Ui những con chim này nó bắn ghê lắm luôn ấy. Những cái lông vũ của nó nè. Wow. Ui có quạ nữa. Những con quạ này báo hiệu cho một điểm không tốt ấy. Ô rồng đã có rồi. Lại là cái phong ấn này. Hình như ở thế giới này á, những con boss đều có một phong ấn riêng cho mình. Ui rồng nuôi heo hả? Ui rồng nuôi heo luôn. Ô không ổn rồi, trận chiến này có vẻ căng thẳng đây. Bây giờ mình sẽ dọn dẹp đồ lại một cái đã, vứt những thứ không cần thiết. Vứt ra, vứt hết.
Rồi chuẩn bị táo vàng nè. Kế tiếp là thức ăn để mình có thể tăng khả năng hồi phục. Và mấy cái lông vũ này chắc mình sẽ mang về đi. Rồi. Ây da. Ui hắn tấn công mình từ xa hả? Ồ có vẻ căng thẳng, có vẻ căng thẳng. Rồi chiến đấu luôn thôi. Không mất nhiều thời gian nữa, nhào vô chiến đấu thôi. Rồi cố lên cố lên. Ui ui. Ui hắn bắt đầu tấn công mình rồi. Ui. Ồ như vậy là mình không thể nào tấn công hắn bằng đòn đánh thường được. Vì là hắn muốn đỡ sức với những bé rồng của mình rồi. Ồ đã vậy thì được lắm. Giờ mình sẽ đặt một cái điểm ở đây nhá, là hai bra. Rồi sau đó thì mình sẽ đi lại cánh cổng và quay về nhà và dẫn cái bé rồng của mình xuống đây để chiến đấu với hắn nhá. Mình tin chắc rằng bé rồng của mình sẽ rất là mạnh và chiến đấu hắn một cách rất là nhanh chóng cho coi. Giờ đi thôi, về nhà và dẫn bé rồng theo nào. Trận chiến này trong thế giới này thì rồng bầu trời có lẽ là rồng mạnh nhất rồi, cho nên chắc mình sẽ lại đây và dẫn theo bé rồng bầu trời. Tại vì bé rồng bầu trời cũng là cái quả trứng rồng đầu tiên mà mình ấp được ấy, cho nên mình sẽ cố gắng chiến đấu cùng với bé trong trận chiến này nhá. Và đây cũng có thể là trận chiến căng thẳng nhất trong thế giới rồng của chúng ta rồi. Ăn vào một miếng nào, cũng như là cho bé rồng mình ăn một miếng luôn. Rồi chiến đấu dũng cảm em nhé. Rồi quay về nhà và quay trở lại cái hang rồng thôi. Mình sẽ không chịu thua với con rồng đó đâu. Mình chỉ cần đúng bé rồng này thôi và hợp sức với mình ấy. Và ngoài ra mình coi mình có thể tiếp bé rồng của mình bằng cách nào không ta. Mình không còn vũ khí nào để có thể à cái rìu thì sao. Ồ tại vì cái rìu mình á có khả năng đập xuống như vậy nè. Ồ đây là một kỹ năng chứ không phải là đòn đánh thường đâu. Tốt tốt á, được được, mình sẽ sử dụng cây rìu này và kết hợp với bé rồng của mình ấy để chiến đấu nhá. Rồi đi thôi. Lần này thì mình sẽ không tha cho con rồng Hydra đó đâu. Đã trở lại thế giới này rồi và mình sẽ quay trở lại cái hang rồng. Lần này ta sẽ không chịu thua ngươi đâu. Rồi vào trong và chiến đấu thôi bé ơi. Mình sẽ thả bé rồng mình xuống ngay tại đây, không biết bé rồng mình chịu nổi không nữa. Xuống em ơi. Rồi đứng dậy. Ui ui, đứng dậy đứng gì nào? Lẹ 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 em ơi. Ui không có nhiều thời gian, không có nhiều thời gian. Rồi chiến đấu thôi em ơi. Đúng rồi chiến đấu đi. Ui hắn bị nhiễm với những đòn đánh thường của bé rồng mình luôn. Thì ra đây mới là sức mạnh thực sự của rồng Hydra. Đòn đánh. Ui bé rồng mình cạp kìa mà không tiêu diệt được luôn á. Ui hắn khỏe tới vậy sao. Mình không tin, mình không tin đâu. Anh ghê em ơi. Rồi sau đó mình sẽ cử bé rồng mà sử dụng tuyệt chiêu coi. Nếu sử dụng tuyệt chiêu thì sao? Ô tuyệt chiêu của bé rồng thì được, tuyệt chiêu của bé rồng thì được. Cố lên em ơi, đốt hắn đi, đốt hắn đi, đúng rồi đúng rồi, đốt hắn đốt hắn. Và bây giờ mình sẽ bổ trợ cho bé rồng của mình một xíu nhá. Rồi vừa đốt vừa cắn đi, mình lắm em ơi. Rồi ui mình đẩy lùa được con rồng này luôn. Nào mình sẽ tiếp bé rồng của mình. Chặt ngươi nè, chặt ngươi nè, chặt ngươi nè. Ô cái rìu mình tấn công được. Wow tuyệt vời tuyệt vời. Ôi hợp sức em ơi, cố lên cố lên. Rồi hay lắm em ơi. Mặc dù hắn bị nhiễm với những đòn đánh thường ấy, nhưng mà mình có thể sử dụng kỹ năng chặt nè. Ui còn chạy hả, chạy đi đâu, chạy đi đâu. Rồi giờ mình sẽ bổ trợ cho bé rồng mình bằng cách cho bé ăn nhá. Cố lên em ơi. Rồi, ăn vô rồi tiếp tục chiến đấu nào. Ui hắn đã mọc thêm đầu rồi. Không thể nào, không thể nào. Ui, bây giờ hắn đã có 4 cái đầu lận. Wow 3 đầu đã khó tiêu diệt rồi, giờ tới 4 đầu sao. Tiêu diệt ngươi nè. Ta sẽ dùng 9 cái rìu này đánh ngươi. Rồi đã được 1/4 cây máu của hắn rồi đó. Cố lên bé rồng ơi. Mình tin mình có thể tiêu diệt được. Nằm xuống đi. Bé rồng của mình cắn hắn bay lên trời luôn á. Cái tên này, tên người lùng này. Đi ra chỗ khác liền, đi ra chỗ khác. Thôi 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 không đánh tên này nữa, đánh con rồng này đi để không coi bé rồng mình đánh không lại nữa. Cố lên em ơi. Rồi tiêu diệt hắn nào. Ủa, đúng luôn đúng luôn. Ui cái đòn đánh thường bây giờ đã không còn tác dụng nữa, kể cả cái đập rìu của mình luôn ấy. Cố lên em ơi, bây giờ mình chỉ biết là điều khiển bé rồng của mình thôi. Cố lên em ơi, anh tin em có thể làm được. Ui biết gì, mình có nên thu hồi bé rồng này lại không ta, để mình dẫn thêm rồng xuống đây để hỗ trợ bé ấy. Về tạm thời thì nghỉ ngơi em ơi, nghỉ ngơi em ơi. Vẽ một mình. Ui
Ui, mình hư cái mũ rồi, một mình bé rồng này là quá sức các bạn ơi, mình không muốn bé rồng của mình phải hy sinh ở đây đâu. Nãy giờ coi nào, nãy giờ chiến đấu thì bé ui mắt có 5 máu thôi á. Tuyệt tuyệt tuyệt, được. Vậy là hắn muốn chiến đấu với nhiều con rồng cùng một lúc chứ gì. Để mình về mình dắt thêm mấy binh đoàn rồng của mình. Lần này thì mình sẽ tuyệt đối không tha cho hắn đâu. Và để trận chiến này diễn ra thuận tiện hơn thì chắc mình sẽ chiến đấu một mình thôi. Mang theo mấy bé rồng sợ có chuyện gì xảy ra với mấy bé này thì không hay nữa. 2 hours later. Đi thôi. Lần này là 4 với 1 nha. Mình không tin là thua đâu. Đi qua bển thôi nào. Hikra. Hắn chưa kịp hồi phục á. Mình cho hắn thời gian để nghỉ ngơi mà hắn còn chưa kịp hồi phục à. Ui thế thì ngươi xong rồi. Rồi chuẩn bị chiến đấu thôi mấy bé ơi. Đầu tiên là bé rồng Arthur. Kế tiếp là rồng lửa. Cạnh bên rồng lửa là rồng Ender. Và cuối cùng là rồng Enchant. Rồi chiến đấu đi em ơi. Coi nào bé rồng của mình. Ui. Ui, bốn bé rồng tấn công cùng một lúc mà hắn vẫn không nhầm nhò gì. Đánh hắn đi, đánh mình. Đi theo anh làm gì rồng Ender. Đúng rồi, cạp đi em ơi, đúng rồi. Cạp thật là nhiều vào. Hiện tại thì ba bé rồng của mình đang cố gắng hợp sức lại để tấn công con rồng này. Và bây giờ mình sẽ cùng nhau ở đây để chờ đón cái kết quả nha. Cố lên mấy em ơi, anh rất hy vọng vào các em ấy. Rồi, gần được rồi. Một lần phun nữa thôi, cố lên, chuẩn xác nào. Mình sắp chịu không nổi rồi á. Cố lên mấy em ơi, anh sắp chịu không nổi rồi. Một phát nữa thôi, đừng. Làm ơn. Cố lên em ơi, một phát nữa thôi. Sao em lại phun hụt hết như vậy? Đừng mà, anh sắp ra đi rồi. Ô, mình không thể nào làm ngơ như vậy được. Phun lửa đi. Cố lên nào, chuẩn xác một phát thôi. Một lần nữa thôi. Ôi, được rồi. Ô, được rồi, cuối cùng mấy bé rồng của mình cũng đã làm được rồi. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ cho mấy bé này vào bên trong lại nha. Ui, đừng. Ui, sức mạnh của mấy bé này đã quá giới hạn rồi. Bây giờ mình phải bắt vào gấp mới được. Cố lên rồng Ender ơi. Và con rồng kia nó đã rơi ra cái trophy rồi nè. Hay quá. Ui, đi thôi. Ôi. Sau khi tiêu diệt hắn thì mình cũng đã bị tiêu diệt luôn rồi các bạn ơi. Nhưng mà không sao, dù sao thì cũng đã nhặt được cái trophy thứ mà mình cần thiết rồi. Đó chính là đầu của cái con rồng Hikra. Và bây giờ thì mình sẽ đặt ở trước khu vực của mấy bé kỳ lân của mình luôn. Đặt ngay đây. Đó, của kế bên là Naga nè. Và chính giữa là của con Click. Đây, Click ở ở đâu ta? Giờ tạm thời mình chỉ có thể treo được như vậy thôi à. Mình sẽ tìm thêm một cái nữa để mình gắn bên đây cho nó đồng đều nhá. Rồi giờ thì mình sẽ ngủ cũng như là dưỡng thương lại các bạn ơi. Nãy giờ chiến đấu quá trời mệt rồi. Ok các bạn ơi, như vậy sau trận chiến với hắn á, thì mình đã nhặt được một vài thứ rồi. Đầu tiên mình có được một ít cái cây gậy này. Và nó có thể triệu hồi ra được những cái đệ tử đúng không ta? À không, đây chính là lớp khiên của cái tên Lick nè. Wow, có thứ này thì mình sẽ rất là khỏe luôn ấy. Tuyệt vời. Và hiệu ứng của nó cũng rất là lâu nữa. Ủa, nó bị bể hết cái rồi. Và được thịt của cái con rồng Hikra nè. Được những cái Fairy Blood. Và cái này á, thì mình có chế tạo được một cây kiếm có hiệu ứng gây cháy nè. Và một cây cúp tự động nấu luôn. Đây, một cây cúp tự động nấu nè. Rất là hay luôn. Và một cái Naga Scale. À không, chính cái Naga Scale. Và bây giờ mình sẽ thử chế tạo cái áo giáp nha. Ồ, được á. Giáp của con rắn Naga. Rồi, vào trong nhà và chế tạo thử coi. Cái này thì nó không thể nào chế tạo được cái nón cũng như là cái ủng, khá là tiếc á. Rồi, wow, bảo vệ khỏi lửa luôn hả? Ui, nãy mà có cái này thì tốt quá, mình có thể vào trong chỗ của rồng Hikra dễ dàng hơn á. Rồi, và còn dư ba cái thì mình sẽ để dành đó đi, khi nào cần thì mình sẽ dùng nó tiếp. Và bây giờ thì mình sẽ dùng ít cái que của quỳ lửa ở đây, cũng như là bên đây nè, để mình làm một cây kiếm ấy. Nhưng mà để chế tạo cây kiếm đó thì mình cần phải có một cây kiếm sắt trước. Kiếm sắt ở đây có một cây nè. Mình sẽ tách dòng enchant nó ra đi cho nó nhanh, khỏi cần phải đi chế tạo làm chi cho mệt. Rồi, sau đó cho vô đây và ấn vào công thức như vậy. Đó, một cây kiếm liền. Kế tiếp là một cây cúp nhá. Rồi, mình sẽ tìm coi cây cúp sắt ở đây có một cây nữa nè. Tách dòng enchant ra, lấy cúp sắt. Sau đó mình sẽ cho vào đây và đặt theo công thức thôi. Để mình nhớ coi có đúng không nhá. Và hai cái Fairy Blood. Hay là ngược lại ta? Là ngược lại thì phải á.
Đúng luôn. Đây chính là vũ khí cũng như là dụng cụ ở thế giới Fire Forest, cũng như là khá là mạnh nè. Phải tiêu diệt được con rồng Hydra thì mới có được những cái Fairy Blood này. Rồi bây giờ thì mình sẽ thử đào một xíu nhá. Đầu tiên thì mình sẽ xuống cái khu đào mai trước. Đây đây đây, tự động nấu đúng không? Đào một phát nó thành cái cục đá luôn nè, cục đá nhẵn luôn. Hay hay á. Cái kiếm cái nào mà nấu ta? À đây đây, vàng nè, vàng nè. Thử. Đào một phát một nó ra cái phôi vàng luôn nè nè nè. Tên tên. Hay hay hay, thử với sắt coi. Nó nấu một phát ra luôn. Ô tiện ghê luôn á. Rồi với cây kiếm này thì sao? Cây kiếm này thì sẽ có hiệu ứng gây cháy. Rồi chưa enchant gì luôn á, nhưng mà vẫn đánh một phát là cháy liền. Và cái màu cũng như là cái hiệu ứng của cây kiếm này cũng rất là đẹp nữa. Wow, tốt quá. Cái này enchant lên chiến đấu cũng sẽ rất là hay cho coi á. Rồi và ở đây có một ít cái thịt của rồng Hydra nè. Và để xem coi cái độ hồi phục nó như thế nào á. Thì bây giờ thì mình sẽ chịu khó nhịn đói một xíu nhá. Và mình sẽ mình sẽ thưởng cho mấy bé rồng của mình. Quên nữa, chiến đấu nãy giờ mà không thưởng cho mấy bé rồng gì hết. Đây đây, ra đây và chuẩn bị thưởng nào mấy bé ơi. Đầu tiên mình sẽ triệu hồi mấy bé này ra trước. Rồng lửa nè. Đi đâu vậy? Bình tĩnh nào. Tiếp theo là rồng Ender. Rồi ngồi xuống, nãy giờ chiến đấu cực lực rồi đó. Rồi kế tiếp. Ui, bình tĩnh nào. Đó, bình tĩnh. Cuối cùng là rồng Enchant. Ây da, bình tĩnh. Sao lại làm như vậy? Bình tĩnh nào. Ôi, mấy bé rồng này vẫn còn không bình tĩnh sau khi chiến đấu nữa. Ngồi yên ở đây đi, anh còn cho ăn nữa nè. Đừng. Như thường lệ, mỗi khi xuống nước là mấy bé này sẽ bị dịch chuyển đến một nơi ngẫu nhiên ấy. Nguy hiểm ghê. Rồi, đứng yên cho anh cho ăn nào, đứng yên nào. Rồi, rồng lửa nè. Ngồi xuống, nghịch ghê á. Lớn rồi mà còn nghịch nữa. Rồi, cái này là có 4 bé rồng cũng như là mình. Vậy là đủ 5 cái rồi đó. Wow, để coi phát có nòm nha. Nó bụng nè. Rồi, bé này thì sao? Cái này... No bụng nè. Rồng Ender no bụng nè. Và bây giờ tới mình. Búp. Vậy. Ui, ăn thịt rồng cho mình hồi máu hả? Wow, đúng là thịt rồng xịn có khác luôn á. Như vậy trong ngày hôm nay á, thì mình đã tiêu diệt được con rồng Hydra cùng với những bé rồng của mình, được bonus thêm cái Naga Trophy nè, cũng như là Lich Trophy. Và trong thời gian giữa hai tập thì mình sẽ cố gắng đợi cho hai bé rồng này lớn, cũng như là bé rồng Ender ở nhà mình lớn lên luôn nha, để mình có đầy đủ hết những cái con rồng nguyên tố trong đây, và cũng như là tìm thêm những cái hang rồng băng á, tại vì bây giờ mình chưa có trứng rồng băng nào hết các bạn ơi. Và cảm ơn tất cả bạn đã xem video này. Hẹn gặp lại tất cả bạn ở những tập tiếp theo. Còn bây giờ thì bye bye.